Xin chào quý vị, chương trình truyền hình trên tầm 7 tối ngày thứ 6 ngày 3 tháng 8. Xin mời quý vị theo dõi những tiết mục sau đây. 19 giờ quà tặng tri thức, 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Fisher Fossey, 19 giờ 50 phút tình thế giới. 20 giờ chúc mừng sinh nhật, 20 giờ 30 phút chương trình vượt lên chính mình. 21 giờ ký sự Tân Đảo, 21 giờ 10 phút trước phim truyện Việt Nam Sóng Gió Cuộc Đời tập 44. 22 giờ tin trong nước, 22 giờ 20 phút trước phim truyện Hàn Quốc Tạm Biệt Đơn Côi tập 12. 23 giờ 10 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao. 23 giờ 30 phút người chiến thắng. Chương trình rạng sáng ngày 4 tháng 8 gồm có những tiết mục sau đây. 0 giờ 30 phút 30 phút phim truyện Việt Nam Ngọn Nến Hoàng Cung tập 3 giờ 4. 3 giờ 30 phút Thế Giới Đó Đây Citec. 4 giờ khéo tay hay làm cải bó xôi gói thịt. 4 giờ 15 phút câu lạc bộ thể thao. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Hãy tưởng tượng khai sinh một chiếc tivi khiến mọi căn phòng đều trở nên sang trọng và rộng rãi hơn. Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình quà tặng tri thức. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Đại diện cho những người làm chương trình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Rất vui vì lại được gặp tất cả quý vị khán giả của chương trình quà tặng tri thức vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ. À, Hồng Phượng thân mến, chúng ta đang ở vào những ngày hè, mà những ngày hè là một mùa mà các bạn nhỏ rất là yêu thích. Bởi vì trong mùa hè thì các bạn có thể được đi du lịch cùng với bạn bè và gia đình ở khắp mọi nơi. Thế thì bây giờ Hồng Phượng có một địa điểm du lịch nào đó thật là hấp dẫn để giới thiệu cho tất cả những người bạn nhỏ của chúng ta được biết không? À, nghe anh Nghĩa nói thì Hồng Phượng chợt nhớ ra một địa điểm được mệnh danh là Tiểu Paris. Bởi vì ở đây thì không khí rất là ôn hòa và mát dịu. Anh Nghĩa có đoán ra được là địa điểm nào không? Không khí ôn hòa và mát dịu mà còn được mệnh danh là Tiểu Paris. Nói tới đây thì chắc chắn Đại Nghĩa cũng như quý vị đã đoán được, đó chính là thành phố Đà Lạt. Đúng rồi đó. Và anh Nghĩa biết không, thành phố Đà Lạt của chúng ta thì nằm ở trên cao nguyên Lâm Viên. Và nhiệt độ trung bình cao nhất trong ngày là 24 độ C và nhiệt độ thấp nhất là 15 độ C. Cũng chính vì thế mà ở Đà Lạt luôn luôn tươi tắn và rạng rỡ với nhiều các loại hoa, như là hoa lan nè, cúc nè, hồng nè, mimosa nè, tường vi nè. Và đặc biệt trong mùa xuân còn có hoa anh đào nữa. Cũng chính vì thế mà Đà Lạt của chúng ta còn được mọi người gọi là thành phố mùa xuân hoặc là thành phố hoa nữa đó. Và Đà Lạt cũng được thiên nhiên rất là ưu đãi. Chính vì thế Đà Lạt có rất nhiều thác nước nè, hồ nước và đặc biệt là đỉnh núi Lang Biang thật là hùng vĩ. Và Hồng Phượng có biết không, ở đây rất là đẹp. Chính vì thế là Đà Lạt rất thơ mộng, rất là lãng mạn. Từ bao nhiêu lâu nay khách du lịch đều rất muốn đến Đà Lạt để hưởng không khí thật là trong lành và mát dịu đó. Và đúng rồi đó, và khi mà tất cả các du khách đến Đà Lạt thì quý vị cũng đừng quên bỏ qua những địa điểm rất là nổi tiếng như là thác Friend nè, vườn hoa Đà Lạt nè, hồ Tuyền Lâm nè, hoặc là đừng quên chinh phục đỉnh núi Lang Biang nhé. Còn riêng Đại Nghĩa thì Đại Nghĩa rất thích cảm giác mỗi buổi sáng sớm ở Đà Lạt khi chúng ta ngồi ở một quán cà phê nhỏ nào đó, nhâm nhi một ly cà phê thật là ấm nóng, ngắm nhìn sương mù bao phủ thành phố, rồi những chuyến xe ngựa chở hoa ra ngoài chợ, hoặc là ban đêm chúng ta có thể ngồi quay quần bên một đống lửa cùng nhau hòa mình vào tiếng còng tiếng chiên của người Tây Nguyên cùng với các vũ điệu thật là sôi động. Bên cạnh đó chúng ta mà nướng thịt rừng ăn bên đống lửa thì thật là tuyệt vời đó thưa quý vị. Trời, nghe rất là lãng mạn và thú vị. Và chắc chắn rằng sau câu chuyện này thì quý vị của chúng ta sẽ không thể nào mà không thể đến với Đà Lạt được, đúng không anh Nghĩa? Đúng rồi. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta phải mời quý vị khán giả quay trở lại với chương trình thôi. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi gồm có tất cả 3 vòng thi dành cho 50 người tham gia chơi tại phim trường. Bên cạnh đó, chúng tôi kết nối trực tiếp với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà qua số điện thoại tổng đài 1900 1747 hoặc số điện thoại 0891066688. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn như sau: QTTT viết tắt của quà tặng tri thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cộng với mã vùng. Và ở đây thì chúng tôi có 12 cô điện thoại viên, họ sẽ ghi lại tất cả những số điện thoại của quý vị gấp lại và bỏ vào trong vòng cầu này. Và mỗi một chương trình, Đại Nghĩa và Hồng Phượng sẽ rút ra 3 lá phiếu bất kỳ
Trên 3 lá phiếu đó sẽ là 3 số điện thoại của 3 quý vị khán giả thật sự may mắn trong ngày hôm nay, để chúng ta tìm xem ai sẽ là người chơi tại nhà của chương trình quà tặng tri thức. Có rất nhiều những phần quà hấp dẫn đang chờ đón quý vị đó. Nào, bây giờ chúng ta cùng đến với trường quay gặp gỡ với 50 người chơi tại đây cùng với anh Quách Hồ Ninh. Xin mời. Vui lòng chờ một chút. Sắm đến mức nào? Vì đây là Thái Lan, Amazing Thailand Grand Sale 2007, thiên đường mua sắm. Một mùa hè thật sôi động tại công viên nước Đầm Sen, không những quý khách được tham gia 26 trò chơi dưới nước hấp dẫn mới lạ, vũ điệu flamenco sôi động, mà bạn còn có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng giá trị trong chương trình khuyến mãi hè với tổng trị giá 150 triệu, tài trợ chính công ty Sanyo. Bây giờ là lúc vòng 1 của trò chơi quà tặng kiến thức đã bắt đầu. Chúng ta sẽ đến với vòng 1 này qua phần tham gia trò chơi của 50 bạn đang có mặt tại trường quay hôm nay. Chào mừng các bạn. Chúc các bạn thật là thành công ở vòng 1 này. Mặc dù các bạn đã xem trò chơi quà tặng kiến thức nhiều lần rồi, thế nhưng mà tôi cũng xin nhắc các bạn về cách thức chúng ta tham gia trò chơi. Đến với trò chơi quà tặng kiến thức thì các bạn sẽ trải qua 3 vòng. Mỗi vòng các bạn sẽ trả lời một câu hỏi. Nếu như bạn nào trả lời đầy đủ cả 3 câu hỏi của 3 vòng thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng là 15 triệu đồng. Nếu như kết thúc vòng 3 vẫn chưa có bạn nào trả lời các câu hỏi của các vòng thì số tiền 15 triệu sẽ được cộng dồn cho chương trình lần sau. Các bạn có 10 giây suy nghĩ, 3 giây để lựa chọn đáp án. Sau 3 giây thì máy tính sẽ không nhận đáp án của các bạn, cho nên các bạn phải thật là nhanh lên. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung câu hỏi đầu tiên. Nhà văn nào được xem là đã khai sinh ra thể loại truyện trinh thám? A. Conan Doyle. B. Agatha Christie. C. Len Edgar. D. George Simenon. 10 giây bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là 3 giây để các bạn quyết định xem chúng ta sẽ chọn đáp án nào. 3 giây bắt đầu. 3 giây đã trôi qua rồi. Và bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở câu đáp án A có 44 bạn. Ở đáp án B có 3 bạn. Đáp án C có 1 bạn. Đáp án D cũng chỉ 1 bạn mà thôi. Ở vòng 1 này thì có một bạn đã bấm phím chọn đáp án sau 3 giây, cho nên máy tính đã không nhận kết quả của bạn. Đáp án chính xác của câu hỏi này đó chính là đáp án C. Như vậy thì bước vào vòng 2 chỉ có một bạn duy nhất mà thôi. Xin chúc mừng người bạn đã chọn đáp án. Các bạn thân mến, Len Edgar xuất thân là một nhà thơ. Hoàn cảnh kinh tế buộc ông lao vào viết truyện ngắn và đặc biệt thành công ở thể loại truyện trinh thám. Rất lấy làm tiếc phải chia tay 49 bạn đã không chọn đáp án C. Và các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Mong gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Còn bây giờ chúng ta hãy xem vị khán giả may mắn đầu tiên của tối hôm nay là ai nào? Xin
xin chúc mừng người bạn của chúng ta đã đoán đúng câu hỏi đầu tiên của chương trình. Và anh Nghĩa ơi, cô ngay từ câu hỏi đầu tiên thì anh Quách Hồng Ninh của chúng ta đã đưa ra một câu hỏi về một đề tài khá lạ về văn học thế giới. Và nội dung của câu hỏi này cũng là một nội dung mà ít được nhiều người quan tâm, đúng không anh Nghĩa? Chính vì thế, trong 50 người chơi thì chỉ có một bạn duy nhất trả lời đúng câu hỏi và tiếp tục bước vào vòng trong. Thật là đặc biệt, thật là bất ngờ thưa quý vị. Bởi vì ngay vòng thi đầu tiên mà 50 người chơi chỉ còn có một người mà chơi đúng mà thôi rồi. Thế thì ở vòng 2 và vòng 3 không biết người bạn này có tiếp tục chiến thắng để chinh phục được phần thưởng của chương trình là 15 triệu đồng hay không. Chúng ta cùng chờ xem nha. Đúng rồi, và trước khi theo dõi cuộc thi gây go của bạn chúng ta với chương trình thì bây giờ chúng ta phải dành thời gian cho những khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ rút ra một lá phiếu bất kỳ. Trên lá phiếu này sẽ là một số điện thoại của một vị khán giả may mắn nào đó mà chúng ta chưa được biết. Có chưa nào Hồng Phượng? Đây rồi, đây là phiếu thăm may mắn đầu tiên. Và bây giờ xin mời anh Nghĩa. Ai sẽ là người may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay? Viết tác phẩm Tây Du Ký, năm ông 71 tuổi. Tây Du Ký được chuyển thể thành phim truyện và thu hút rất nhiều khán giả. Chúc mừng bạn An Sang. Còn bây giờ là thời gian dành cho những khán giả trên truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi qua tặng kiến thức. Xin mời. Thưa quý vị thấy rằng bạn An Sang của chúng ta có xứng đáng bước tiếp vào vòng 3 không ạ? Hoàn toàn xứng đáng đúng không ạ? Bởi vì bạn đã rất xuất sắc. Bởi vì tác phẩm Tây Du Ký là một tác phẩm được chuyển thể thành phim. Nói đến Tây Du Ký thì từ người lớn đến trẻ em đều biết hết. Và có không phải ai cũng biết rằng Tây Du Ký do nhà văn Ngô Thừa Ân viết nên. Và lại càng không phải ai cũng biết được rằng ông viết tác phẩm này vào năm 71 tuổi. Và người bạn của chúng ta thật là tuyệt vời, đã chinh phục được vòng 2 của chương trình để bước tiếp vào vòng 3. Và đúng như anh Quách Hồi nên nói, đây là một trường hợp hy hữu và lần đầu tiên có trong chương trình quà tặng tri thức. Và chắc chắn rằng bây giờ không chỉ riêng bạn Sang mà tất cả những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình quà tặng tri thức cũng đang rất hồi hộp, không biết rằng bạn Sang của chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thi của mình như thế nào đây. Nhưng mà bây giờ thì trước khi đến với vòng 3 để xem một cái sự so tài thật là kịch liệt thì bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với vị khán giả may mắn thứ 3 của chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ Đại Nghĩa sẽ quay lồng cầu và sẽ bốc ra một lá phiếu. Không biết ai sẽ là người may mắn tiếp theo đây. Có rồi, mời Hồng Phượng. Vâng, và Hồng Phượng sẽ đọc to số điện thoại này lên để cho tất cả quý vị cùng nghe. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0895094445. Và xin một phòng kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Thưa quý vị, và trong khi chờ đợi vị khán giả tiếp theo, quý vị đừng quên tiếp tục kết nối ngay với chúng tôi nha. Chúng tôi có số điện thoại của tổng đài là 1900 1747. Số điện thoại này thì quý vị có thể gọi vào bất cứ ngày nào trong tuần cũng được. Còn như chương trình chúng tôi đang phát sóng trực tiếp thì xin mời quý vị hãy gọi vào số 0891066688. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383. Và có lẽ là bây giờ chúng ta có thể làm quen với vị khán giả may mắn tiếp theo rồi. Xin chào bạn ạ. Alo, xin chào anh ạ. Alo, xin chào Đại Nghĩa với Hồng Phượng. Dạ, anh có thể tự giới thiệu về mình ạ? Tôi là người Đức Tiến, người là công nhân. Anh ơi, cho Hồng Phượng hỏi rằng là bây giờ ở kế bên anh có ai ủng hộ tinh thần cho anh không ạ? Thì bên cạnh thì cũng có bà xã với hai đứa nhỏ. Bà xã và hai đứa nhỏ. Vâng, và Hồng Phượng hy vọng rằng với một lực lượng cổ động đông đảo như thế thì anh sẽ đáp đúng câu hỏi mà chúng tôi đưa ra. Còn bây giờ thì trước khi lắng nghe câu hỏi, xin mời anh hãy chọn một trong bảy bản logo đây. Còn lại ngoài trừ logo số 6, anh lựa logo số mấy ạ? Số 2. Logo số 2 đó là Samsung. Và chúng ta cùng xem phần quà dành cho anh đó là gì nào. Đó chính là một chiếc máy cassette. Anh ơi, phần quà này anh cảm thấy thế nào? Có một chiếc máy cassette để trong gia đình chúng ta để cùng nghe những giai điệu thật là vui, thật là sôi động sẽ giúp cho chúng ta thêm thoải mái hơn đúng không ạ? Và bây giờ chiếc máy cassette này có thuộc về anh hay không vẫn còn tùy thuộc vào anh đưa ra câu trả lời đúng hay là sai. Anh hãy chú ý lắng nghe câu hỏi nha. Câu hỏi dành cho anh như sau: châu lục nào có dân số đông nhất? Anh có 4 sự lựa chọn: A. Châu Á, B. Châu Âu, C. Châu Mỹ, D. Châu Phi. Anh đã nghe rõ chưa ạ? Nghe rồi. Vâng, và 10 giây dành cho anh bắt đầu. Tôi chọn câu A. Đáp án A là đáp án châu Á. Anh đưa ra một đáp án trong thời gian rất là ngắn. Không biết rằng đáp án này là do anh tự nghĩ ra hay là có người tư vấn cho mình ạ? Thì cũng ở nhà cũng góp ý. Cả nhà cùng góp ý. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem cả nhà của anh, câu trả lời mà cả nhà của anh đưa ra có đúng với đáp án của chương trình không anh nhé.
Châu Á là phần trung tâm và phần phía đông của đại lục Á-Âu và là lục địa lớn nhất thế giới. Khoảng 60% dân số của thế giới sinh sống ở châu lục này. Vì vậy đây là châu lục có dân số sinh sống đông nhất thế giới. Xin chúc mừng. Anh ơi, và bây giờ thì anh đã là người chiến thắng rồi. Phần quà một chiếc máy cassette đã thuộc về anh rồi. Bây giờ thì cảm xúc của anh như thế nào, anh hãy chia sẻ cho tất cả mọi người được biết đi ạ. Thì nói chung cũng rất mừng và hai đứa nhỏ cũng rất mừng luôn. Và như anh nói rằng câu trả lời vừa rồi đó là sự góp ý của cả một gia đình. Chính vì thế khi nhận phần quà này rồi thì anh hãy dắt gia đình của anh cùng nhau đi khao một chầu cho tất cả mọi thành viên trong gia đình nha. Cảm ơn đại diện với anh rất nhiều. Vâng, và xin cảm ơn anh đã đến với chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi tối ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, cùng bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần hồi hộp nhất mà chúng ta chờ đợi nãy giờ. Chúng ta hãy cùng xem coi bạn Sang của chúng ta có phải là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng không nhé. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với trường quay cùng với bạn Sang và anh Quách Hồ Ninh. Xin mời. Các bạn ơi, chúng ta lại bước tiếp vào vòng 3 với một mình bạn An Sang mà thôi. Không biết bạn ấy có làm được một chuyện cuối cùng của trò chơi này là một mình hưởng trọn 15 triệu hay không. Chúng ta hãy gặp gỡ bạn ấy một lần nữa nhé. Xin chào bạn An Sang. Bạn An Sang ơi, tôi chỉ còn hai từ để nói về bạn thôi, đó là tuyệt vời. Bạn thật tuyệt vời. Và bây giờ thật sự tôi rất ngưỡng mộ bạn. Mong rằng bạn sẽ thành công ở vòng 3 này. Bạn An Sang ơi, hồi nãy tại sao bạn quyết định chọn đáp án D, tức là Ngô Thừa Ân đã viết tác phẩm Tây Du Ký lúc ông 71 tuổi, tại sao vậy? Dạ, cái tác phẩm Tây Du Ký này em đã biết hồi lâu rồi, đã xem nhiều lần. Em nhớ không lầm hình như đài VTV3 đang chiếu cái Tây Du Ký này. Tôi nghĩ rằng phim đâu có nói rằng là Ngô Thừa Ân viết tác phẩm Tây Du Ký lúc ông 71 tuổi đâu. Em có lên mạng em xem qua. Quê bạn ở đâu? Dạ, quê em ở Long An, Cần Giuộc, Long An. Long An à? Dạ. Hiện nay bạn đang làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em là sinh viên của trường Cao đẳng Giao thông 3. Bây giờ có lẽ chúng ta nên làm một cái gì đó để thư giãn, cho thoải mái, cho giải tỏa bức căng thẳng, đúng không nào? Nào bây giờ theo bạn thì chúng ta nên làm một cái gì đó để giải tỏa căng thẳng. Mỗi khi căng thẳng, mỗi khi hồi hộp, bạn thường làm gì để ức chế sự căng thẳng, sự hồi hộp? Em nhắm mắt là em hít thở à. Nào, bây giờ thử đi. Nhắm mắt. Nhắm mắt lại nè, lâu, phải lâu mới được. Thấy gì không? Dạ không. Đúng rồi, nhắm mắt sao thấy được. Rồi, bây giờ thế này nhé. Trước khi đi vào câu hỏi chính, nội dung câu hỏi chính, thì tôi sẽ có một câu hỏi phụ để cho bạn làm nháp trước, cho lấy tinh thần, để lấy tự tin để bước vào câu hỏi chính nha. Câu hỏi của tôi như thế này. Vào một ngày bầu trời không trăng không sao, một cô gái ngồi chải tóc, thoa son đánh phấn, bỗng nhiên cúp điện phạt. Nhưng cô gái vẫn tiếp tục làm mà không thèm đốt đèn. Tại sao vậy? Em nghĩ chắc cô gái đó bị mù à? Ồ, bạn nghĩ rằng cô gái bị mù. Rồi, và bây giờ rất cảm ơn câu trả lời của bạn. Dù sao thì bạn cũng đã bình tĩnh một chút rồi đó. Vậy bây giờ là câu trả lời của tôi. Vào một ngày bầu trời không trăng không sao, một cô gái ngồi tha son đánh phấn chải tóc và bỗng nhiên điện cúp. Cô gái vẫn tiếp tục làm mà không hề đốt đèn. Vì sao vậy? Vì đó là ban ngày. Thì ban ngày cho nên thoải mái, cúp điện thoải mái, cứ làm thoải mái, không cần đốt đèn gì cả. Rồi, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mong rằng bạn sẽ thành công ở vòng 3 này. Cố gắng lên nha. Yeah các ơi. Yeah. Và bây giờ là nội dung câu hỏi vòng 3. Tên thật của bà Nguyễn Thanh Quang là gì? A. Nguyễn Thị Duệ. B. Nguyễn Thị Hinh. C. Nguyễn Thị Hoa. Và D. Hoàng Thị Điểm. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là 3 giây để bạn An Sang chọn đáp án. Nào, 3 giây, bắt đầu. Hết giờ rồi. Để xem
Bạn An Sang chọn đáp án nào đây? Bạn An Sang, đáp án A, loại. Đáp án C, loại. Đáp án D, loại. Cuối cùng, bạn An Sang đã chọn đáp án B. Bạn An Sang, bạn có chắc rằng bạn thắng không? Bạn An Sang tin rằng bạn ấy sẽ thắng. Để xem lòng tin của bạn ấy có thực sự đưa bạn ấy đến chiến thắng không nha. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Xin chúc mừng bạn An Sang. Tên thật của bà Nguyễn Thanh Quang là Nguyễn Thị Hinh, người làng Nghi Tàm, huyện Hoàng Long, nay thuộc Hà Nội. Dưới thời Tự Đức, bà được mời về cung nhậm chức cung trung giáo tập để dạy các công chúa, cung phi. Như vậy là xin chúc mừng bạn An Sang, bạn đã chiến thắng rực rỡ và bạn nhận được phần thưởng 15 triệu đồng. Còn bây giờ là thời gian dành cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi quà tặng kiến thức. Xin mời. Bạn An Sang đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Và bạn Sang ơi, mặc dù đứng tại đây nhưng mà Hồng Phượng vẫn cảm nhận được sự hồi hộp và xúc động của bạn khi trở thành chủ nhân của số tiền hấp dẫn này. Và thật là tuyệt vời, đúng không anh Nghĩa? Đúng rồi. Còn bây giờ thì có lẽ quý vị khán giả cũng đang rất hồi hộp, không biết rằng mình có phải là người may mắn cuối cùng của chương trình hôm nay không. Và Hồng Phượng sẽ rút ra một lá phiếu trong lòng cầu này, thưa quý vị. Và đây là phiếu thăm may mắn cuối cùng. Và bây giờ xin mời anh Nghĩa. Mời quý vị lắng nghe nha. Số điện thoại mà Đại Nghĩa cầm trên tay là số 0889662220. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại này đã trở thành người chơi cuối cùng trong chương trình quà tặng chi tiết hôm nay. Và xin bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Và trước khi làm quen với chủ nhân của số điện thoại may mắn cuối cùng thì chúng ta nên điểm qua một lượt những bảng logo của chúng ta, đúng không anh Nghĩa? Thưa quý vị, ở hai vị khán giả đầu tiên đã lựa chọn đó là logo số 2 Samsung và logo số 6 Sanyo. Chúng ta vẫn còn 6 bảng logo: logo số 1 trung tâm điện máy Idea, logo số 3 Sony, logo số 4 Toshiba, logo số 5 Hitachi, logo số 7 LG và logo số 8 Olympus. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả may mắn cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn ạ. À. Alo. 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 Alo, xin chào bạn ạ. À. Bạn có thể nói lớn hơn một chút, bạn hãy tự giới thiệu về mình ạ. À. Alo, bạn có nghe Hồng Phượng nói rõ không ạ? À? Nghe rồi, rõ rồi, chào Hồng Phượng đi Nghĩa. Dạ, xin chào chị. Chị hãy tự giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết ạ. Tôi tên Danh. Công việc nghe của chị nội trợ. À, xin chào chị. Và bây giờ mời chị hãy lựa chọn một trong 6 bảng logo nha. Ngoài trừ logo số 2 và logo số 6 chị ơi. À, chọn logo số 3. Logo số 3 đó là Sony. Và phần quà dành cho chị là gì đây? Đó chính là một chiếc TV. Wow, phần quà thật là hấp dẫn, đúng không Phượng? Và chắc chắn rằng bây giờ khán giả của chúng ta đang rất hồi hộp để lắng nghe câu hỏi. Và chúng ta đừng để chị đợi thêm nữa. Mời chị lắng nghe câu hỏi nha. Nàng tiên cá là nhân vật văn học bắt nguồn từ quốc gia nào? Có 4 sự lựa chọn: A. Thụy Điển, B. Đan Mạch, C. Hà Lan, D. Nga. Chỉ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Chọn câu B. Câu B vẫn còn thời gian ạ. À. Đáp án cuối cùng là gì ạ? Câu C. Câu C, đáp án cuối cùng là câu C. Chị đã chắc chưa ạ? Tại sao chị lại thay đổi quyết định của mình vậy ạ? Chắc rồi. À, nếu chắc như rồi. Mà đáp án C không đúng mà đáp án B mới là đáp án chính xác thì chị có cảm thấy hối tiếc lắm không? Alo. Alo. Không. Không hối tiếc. Chắc chắn. Thế thì bây giờ mời chị lắng nghe đáp án nha. Nàng tiên cá. Chúng mà chặt đây. Trúng hay trật đây thì chị hãy chờ nghe đáp án thì chị sẽ biết mình trúng hay là mình trật. Nàng tiên cá là nhân vật trong truyện cổ tích xuất xứ từ đất nước Đan Mạch, do tác giả Hans Christian Andersen sáng tạo. Nhân vật nàng tiên cá được yêu thích và xây dựng thành phim ảnh. Ở Đan Mạch còn có một bức tượng nhỏ nàng tiên cá ở thủ đô Copenhagen. Như thế là đáp án đúng của chúng ta mới là đáp án B chị ơi. Tiếc quá đi vâng, thôi. Vâng, qua điện thoại thì Hồng Phượng có thể thấy được cái sự tiếc nuối của chị đến như thế nào. Và chị ơi, chị cũng đừng buồn bởi vì ngày hôm nay chỉ chút xíu mất bình tĩnh thôi. Nhưng mà vẫn hy vọng rằng chị sẽ bình tĩnh trong những lần sau. Một lần nữa xin cảm ơn chị đến với chương trình. Xin chào tạm biệt chị ạ.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay 30 phút của chúng ta tuy ngắn ngủi nhưng rất là thú vị đúng không ạ? Và bây giờ thì Đại Nghĩa, Hồng Phượng cũng như những người thực hiện chương trình xin phải nói lời chia tay với quý vị các bạn. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Và quý vị nào đã trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay, lập tức liên hệ ngay với công ty cổ phần Lasta, số 23 đường Phùng Khắc Khoan, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để nhận phần quà dành cho mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình quà tặng tri thức tuần sau, phát sóng tối thứ tư lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào quý vị và các bạn, Quỳnh Giang xin kính mời quý vị và các bạn đến với chương trình dành cho các gia đình trẻ mang tên Chung Một Mái Nhà. Chung Một Mái Nhà với một tổ ấm là nơi trò chuyện về cuộc sống chung, một ươm mầm cuộc sống, chia sẻ niềm hạnh phúc sinh con và nuôi con của người mẹ. Hãy đón xem Chung Một Mái Nhà vào lúc 15:30 Chủ nhật trên kênh HTV7. Edmund Materna, mẹ tròn con vuông.